Kha xin chào tất cả toàn thể anh em cộng đồng, xin chào tất cả các anh chú các bạn đó. Thì những anh chị đầu tư, hôm nay Kha có một sản phẩm rất là hữu dụng luôn, nằm tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Một diện tích vừa phải, không quá lớn để đủ mọi người sở hữu nó, một căn nhà hay là có thể mình tách làm hai. Một diện tích là chiều ngang 10m, đây một miếng đất chiều ngang 10m, Kha xin giới thiệu mọi người. Miếng đất của mình nằm trên mặt tiền đường đỏ, khoảng 4m, xe hơi có thể chạy vô tư ha. Đây, đường đỏ 4m luôn, xe hơi có thể chạy vô tư. Miếng đất của mình là hai mặt tiền nha mọi người, hai mặt tiền luôn. Đây. Đây là một mặt tiền bên hông. Mọi người khỏi sợ quy hoạch lộ giới nha. Đã trừ lộ giới rồi là còn 10m nha mọi người. Đây. từ cái trụ này thì Kha sẽ di chuyển đến đây là đi từ cái trụ này Kha sẽ di chuyển 10m. Con đường khá là thông thoáng nha mọi người, con đường thông luôn. Phía bên trái của Kha là tầm 100m là mình đến được con đường nhựa, con đường dầu đó. Ra chợ rất là gần luôn, mình đến chợ tầm khoảng 5 phút đồng hồ thôi là sẽ di chuyển đến chợ Bầu Gõ, Lợi Thuận luôn. Đây, trong khu dân cư cũng rất là đầy ắp luôn, cũng khá là nhiều chứ không ít nha mọi người. Đó, khu dân cư cũng khá là nhiều luôn. Đường điện mình truyền tải tới đất luôn. Đây, điện mình truyền tải tới đất luôn. Mình ở trạng thái là đã cây lâu năm và đã chuyển mục đích là 100m hữu cơ nha mọi người, 100m hữu cơ rồi. Mọi người có thể là tùy tiện có thể mình cắt làm hai đó, nếu mình có khả năng mình sử dụng hết để mình xây một ngôi nhà thì rất là rộng luôn, rất là thoải mái luôn, thoáng đãng. Đất thì rất là bằng phẳng luôn, tương đối là bằng đường luôn, không thấp hơn nha mọi người, bằng đường luôn, rất là cứng luôn. Đây. Ranh giới phía sau đó của mình có sẵn hàng rào B40 luôn, kiên cố luôn nha mọi người, có sẵn hàng rào B40 kiên cố luôn. Đây, ranh giới phía sau đất của Kha đây. Đến phần bên đây nha mọi người, đến phần bên đây, đây con đường cũng đã lên quy hoạch là lên bê tông 4m nha mọi người, bê tông 4m. Đây, một thời gian gần nhất lên bên trong 4m để cho mọi người có thể di chuyển một cách rất là êm đềm luôn, khỏi phải chạy xe đường vàng hay gì đó. Một sản phẩm rất là tiện ích luôn mọi người, rất là tiện ích mà giá cả thì cũng ở mức phải trung bình thôi, không quá cao, trung bình thôi nha mọi người, chỉ có 670 triệu thôi. Chính chủ đưa ra là 670 triệu, mọi người sở hữu 10 x 29 tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, sở hữu thêm 100m hữu cơ nha mọi người, và sở hữu thêm 100m hữu cơ đó. Kha đã review chọn khung cảnh xung quanh miếng đất mình, từ nhà cửa cho đến đó con đường, đường xá đó, review tất cả, giá cả là 670 triệu nha mọi người, 670 triệu đó, review hết cho mọi người xem. Mọi người nếu mà có kinh tế mình có thể sử dụng 10m luôn, hoặc là có thể mình chia ra làm hai, mình bán một bên và mình cất nhà một bên cũng rất là tiện, giá thành thì cũng rất là rẻ luôn mọi người.
chỉ 670 triệu thôi. Đó. Thì từ khoảng cách miếng đất này chúng ta di chuyển đến cầu vượt Củ Chi. Cầu vượt Củ Chi chỉ có 40 km thôi nha mọi người, 40 km thôi. Và từ miếng đất này mà chúng ta di chuyển đến bến xe An Sương thì tầm khoảng 65 km, 65 km. Đó. Di chuyển đến thành phố Tây Ninh thì tầm khoảng 25 km. Đó. Thì bây giờ Kha sẽ di chuyển bằng xe máy nha mọi người, tại vì Kha không có xe ô tô. Không xe ô tô, Kha sẽ di chuyển bằng xe máy ra đầu đường coi nó xem nó có gần hay không và con đường nó đi nó có dễ hay không. Xin mời mọi người ạ. Điện thoại gì nói lại đi đừng ấy, tắt đi. Có điện Kha bắt đầu di chuyển nha mọi người. Cái đường cũng khá là rộng luôn, khá là rộng luôn. Đây 4 mét này mọi người vô tư chạy xe ô tô luôn. Khu dân cư nằm trong khu dân cư rất là vui, rất là nhộn nhịp luôn. Với số tiền này thì mọi người có thể trẻ đó làm hai thì mỗi một nền của mình tiền rất là ít luôn, rất là rẻ luôn. Và 100 mét thổ cư thì mọi người có thể cắt làm hai luôn nha mọi người. Đó, cắt làm hai luôn. Tầm 400 mét thì Kha đã đến được đường nhựa. 400 mét Kha đã di chuyển đến đường nhựa luôn mọi người. Di chuyển hết đường nhựa, Kha di chuyển đến chợ cho mọi người xem luôn. Đường kia thì tầm 100 mét mình cũng đến đường nhựa nha mọi người, nhưng mà đường nhựa nhánh. Còn này là 400 mét Kha di chuyển đến nhựa chính luôn. Đây. Kha đến được di chuyển đến chợ nha mọi người. Chợ phía trước Kha là trường học luôn. Đó. Phía trước Kha là trường học luôn, trường tiểu học xã Lợi Thuận. Bách hóa xanh, chợ bầu rõ, buôn bán rất là tấp nập, rất là sung túc luôn. Đó. Thì tầm đôi ba bốn phút Kha đã di chuyển đến chợ trung tâm một cách rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện luôn. Thì Kha xin nhắc lại, một miếng đất 10x29, sở hữu 100 mét thổ cư, ngụ tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đó, sổ sách pháp lý hợp lệ. Anh chị nào có tài chính vừa phải và thấy hợp lý, đó hãy gọi điện cho Kha theo số điện thoại 0795 408 324. Và đừng quên một like đăng ký để luôn luôn theo dõi những sản phẩm mới nhất và gửi đến mọi người. Đó, xin chào mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày mới thật là thành công và hạnh phúc tốt đẹp luôn ạ. Xin chào mọi người.